Nè nè nghe thử nè. Đó, thấy đã tay chưa, thấy không? Ủa, sao hôm nay anh em ngọt xớt vậy? Cái thái độ nè đâu? Em sẽ không gọi nè với anh hai nữa mà sẽ gọi là anh hai. Anh hai ơi, chơi cái này với em nha. Khoan, anh thôi cũng chưa đủ, phải lễ phép hơn nữa, phải cầu khẩn hơn nữa. Là anh hai ơi, mời anh hai chơi với em nha. Nha, nói. Anh hai ơi, mời anh hai chơi với bé làm chi nha. Nha. Giỏi, lúc nào cũng phải như vậy nghe chưa? Dạ, mình bắt đầu chơi nha anh hai. Ủa anh hai đâu vậy? Tự chơi một mình đi. Nè, cái rồi đấy nha. Cậu chơi một mình thì em sẽ dễ thắng không? Nè, thấy không? Vui quá trời nè. Vui quá trời luôn. Chị thoải mái hơn chứ? Ừ, cực kỳ thoải mái luôn á. Cậu biết mà. Người ta đang đánh này, đi ra coi. Đánh được. Ồn quá đi. Ồn thì sao? Biến người khác. Ồn thì sao? Biến. Cậu chết rồi. Mày biến. Con này cũng biến luôn. Ơ, sao đánh con? Sao đánh con? Chó với mèo. Đây, nhìn kìa. Một hình tượng rất đẹp. Đó, thấy chị em tâm ý tâm anh không? Nhìn mà học hỏi đi. Nhìn kìa, nhìn học hỏi đi kìa, nhìn kìa. Mày nói gì vậy, tao bóp cổ mày bây giờ. Hello, cho hỏi có cô Tâm Anh ở đó không? Dạ, đúng rồi, tên là Tâm Anh đây. Cô dạ. Tâm ý lại cho tôi các chuyện gì không? Tôi là Tâm Ý, cho tôi hỏi là cô Tâm Anh có khỏe không? Ừ, tôi rất là khỏe. Còn cô Tâm Ý thì sao? Đưa cho tôi cái đồ đáng ghét. Ơi, của mình mà. Đưa cho tao. Của mình mà. Của tao mà. Của mình mà chị ơi. Ở trong nhà tao là của tao, tôi cũng muốn chơi trò điện thoại. Em muốn chơi thì tự làm chơi đi, sao mà giành của Tâm Anh? Cô Hà đi mà. Hai người không chịu đưa chứ gì? Có một cái điện thoại thôi mà cũng làm thấy mà ghê. Được rồi, Lam Chi này không được chơi thì cũng không ai được chơi hết. Em đang làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Yeah. Ok, đừng chơi nha, ok. Lên luôn. Anh hai ơi, em mới chế ra cái alo này hay lắm nè. Hay lắm á, thiệt. Em đứng từ xa mà anh hai alo anh vẫn nghe luôn á. Nhờ sợi dây thần kỳ này nè. Này nè. Hai, chơi với em nha. Ok. Ok luôn. Sợ gì? Bắt đầu. Alo, có anh hai đó không? Alo. Hai, nói đại đi, nói gì cũng được hết trơn á. Nói đại. Nói đi. Tào lao. Ô, nghe rõ chữ tào lao luôn. Hai. Nói tiếp đi anh hai, nói gì cũng được chứ á. Đúng là đồ khùng mà. Ô, nhờ cái alo này nghe rõ chữ đồ khùng luôn. Nói tiếp đi anh. Nói đại đi, nói gì cũng được chứ á. Không cần phải chính xác đâu. Nói đi. Alo, 123. Chim sẻ gọi đồ bàn. Ê, ngày mai có kèo đi coi ca hát á. Tôi lấy vé rồi nha, đừng có quên á. Nhớ rồi. Ủa mà ai hát vậy? Nghe nói có nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm. Có Sơn Tùng MTP nữa đó. Ghê vậy. Gì? Có Sơn Tùng MTP nữa hả? Gì vậy? Hồi nãy anh nói là ngày mai có chương trình có anh Sơn Tùng diễn hả? Nghe thông báo gì? Oh yeah. Hai anh đi, hai anh cho em đi với. Ngày mai á có chồng tương lai của em diễn nữa. Nếu em muốn gặp chồng của em thì anh xin vé bác anh chắc là có. Nhưng mà Được, tất nhiên là được rồi. Được, nhất định là được. Nha. Muốn đi đến vậy hả? Dạ đúng rồi, em rất muốn đi. Rất là muốn đi. Không được. Ai cho em đi đây mà. Đi mà. Em muốn gặp chồng tương lai của em. Em đi mà. Em hứa với các anh, tuyệt đối em sẽ ngoan ngoãn nghe lời các anh. Và em sẽ yêu các anh. Xong chưa? Sắp xong rồi bạn. Ê,
Mà tôi nghĩ không ấy cho Lâm Chi đi theo đi, chứ không cho nó đi á, nó la sùm á. Bạn làm như bạn không biết tính nó vậy. Cái con nhỏ đó mà đi chỗ đám đông, nó kêu đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Rối lắm. Nghĩ tới hồi hay ớn rồi. Nói vậy á, làm cho nó đi thiệt hả? À, bây giờ nó đang ở trong phòng, mình phải tranh thủ đi đi. Nhớ là nhẹ nhàng nghe chứ. Đi đi đi, xong xong. Ủa? Sao giờ này hai mới xuống? Mình phải đi sớm để giành chỗ gần sân khấu nhất mới được. Ơi, bạch mã hoàng tử của em ơi, em tới đây. À, hay anh có mang vé của em theo rồi đúng không? Ờ, có. Hỏi thiệt tỉnh. Bây giờ tính sao đây? Ờ, sao? Ờ, bây giờ bạn đi ra ngoài trước đi để tôi tính cho. Nè nè, nè hai anh mang vậy đi. Đó, mang vô lẹ lẹ, mang lẹ lẹ nha. Ờ, anh đi trước nha. Ừ. Lâm Chi ơi. Hả? Tâm ăn thịt sườn kìa. Gì? Đâu? Đó. Có đó. Ủa? Hai anh đâu rồi? Á! Trời ơi, em trời, tính bà vụ em hả? Em cũng muốn đây. Hai anh. Hai anh có dừng lại chưa? Bé làm chi đứng dưới đây kìa. Gì vậy? Sao chạy nhanh vậy? Điểm chặt vô bạn. Bây giờ sao bây giờ? Dạ em chết. Anh đang ngoài em gì? Ây da. Sao rồi bạn? Con bé nó mất tiêu rồi. Nhỏ này chạy ghê thiệt á. Người tưởng tôi không tìm được tới đó hả? Đừng có thường làm chi này. Đây là đâu vậy trời? Đau chân chết luôn. Nó bụng á. Ủa? Là quán thịt nướng nè. Ủa? Ê, chào chị. Ờ, là em. Ơi, để tôi dọn cơm cho hai cậu nha. Dạ. Ừ. Ủa? Mà Lâm Chi đâu? Lâm Chi đâu? Ủa vậy là nó chưa về nhà hả? Ủa? Đâu có. Em thấy Lâm Chi khoe với em là đi coi ca nhạc được gặp Sơn Tùng mà. Chứ Lâm Chi không đi với hai anh hả? Hồi chiều tôi cũng thấy nó đi theo hai cậu mà. Nó chết rồi. Tôi với ông Chi ra kiếm nó. Đi. Lớn à, mà ăn quýt rồi hả?
Trong mình không có tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đánh con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quýt mà còn hỗn láo nữa hả? Làm chi? Làm chi? Làm chi? Con không có được chị nữa nha. Làm chi? Con á. Làm chi? Đi đâu vậy? Anh hai ơi, cái đồ đáng ghét này nè, dám quýt cho tay em á. Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh hai, bóc tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, đây con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2.4 triệu. Cái gì? 2.4 triệu? Một mình nó ăn 2.4 triệu hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm được nữa. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo chi cho khổ vậy trời. Thôi chốt em chi, cho vợ em khổ vậy trời. Nói nữa. Ê, cẩn thận cùi lửa, cẩn thận cùi lửa. Chào quý khách ạ. À, đây nóng, được nóng, được nóng nha. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Dạ rồi. Dạ, chú quý khách ngon miệng ạ. Dạ. Ê, nước sôi, nước sôi, nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Em mời em chị cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Có khách bàn số 5 thêm nước tương nha. Trời ơi, con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền chứ đừng để nguội. Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Ngon em nha. Chị Bảy, chị Bảy, khách bàn số 5 còn nước tương nha. Nhỏ dễ thương quá chị ha. Dạ tụi con xin lỗi. Anh hai ơi, mình đi taxi về nha, chân em đau quá. Tiền anh trả nợ cho em hết rồi, tiền không đi taxi, chỉ cần đi xe buýt thôi. Ôi em không đi xe buýt đâu. Không đi thôi, đi bộ đi. Sao chưa chịu về? Đến đây luôn hả? Tại chân em đau quá, cõng em à. Dẹp đi. Không tin luôn á, cái bụng có chút xíu à mà ăn 8 phần xương của người ta. Kỷ lục của em là 8 phần rưỡi rồi. Hay quá, còn chả treo nữa. Em thử như vậy một lần nữa coi, coi anh có bỏ mặt em không. Không biết sao hai đứa mình là anh em nữa. Nhìn một trời một vực, chả giống chút nào hết. Người ngoài nhìn vô tin hai anh em ruột có sợ. Cái gì vậy? Chào cả nhà, mới tới. Cô giáo mới tới hả? Dạ. Sao bà chọi con? Không được hả con? Bây giờ ta nói được nè. Bà ơi, bà. Trời ơi Nguyên ơi, sao ông em gay gắt với ba em quá vậy? Cái ngựa với em nha. Biến chỗ khác đi. Ôi chơi với em đi. Một mình em thì sao chơi được. Đó là không có chơi. Ôi chơi đi. Biến chỗ khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Nhìn về. Chị xin lỗi. Dạ.
Nè Nguyên. Hả? Cô thấy em có thằng đứa em gái à, mà sao không bao giờ thấy em chơi nó hết trơn vậy? Ôi. Sao em vô tâm quá vậy? Không chơi với nó là đường an toàn á. Chị, nó nguy hiểm lắm. Nói vậy mà nghe được. Lúc nào cô cũng thấy Lâm Chi á, chơi thui thủi con mình à. Nhìn đáng thương gì đâu luôn á. Gì? Đáng thương hả? Ừ. Ờ thì đáng thương thiệt mà. Vậy hôm nào cô thử chơi với nó đi, rồi sẽ biết nó đáng thương cỡ nào. Cô tưởng là em chỉ đối xử vậy với cô thôi chứ ai nhà với người nhà mà em cũng vậy nữa. Thôi thôi học đi. Chị ơi, chị thích ăn hạnh nhân không? Ừ, cũng thích. Chị chờ em xíu nha. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Giòn ngon ghê luôn á. Nhưng mà Lâm Chi ơi, tới giờ chị phải về đó. Về nha. Ờ khoan, chị chờ em xíu đi. Ờ, chị ăn thêm một viên hạnh nhân nữa được không? Tại vì em cũng muốn ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Ờ, nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, hạnh nhân không thích ăn. Sao em mới dơ quá vậy? Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới là chị ăn không à. Em nghĩ sao mà em đổ vô miệng nhai nước miếng. Em đưa chị ăn rồi. Tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đi, cái đồ đáng ghét. Chị biết là con không tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Chị bị loại khỏi danh sách. Chị ăn một miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ơi, chị, bánh của người ta mà. Lâm Chi, cái con nhỏ này. Lâm Chi, bánh của em. Thôi, để hôm khác chị mua cái khác cho. Lâm Chi, Lâm Chi. Gì ơi? Sao giật bánh của Tâm Anh? Bất cứ cái gì trong nhà này đều là của em hết. Em là bà chủ. Của em không? Bà chủ không? Bà chủ không? Bà chủ không? Nè ơi, em đang đánh cốt nè. Nè ta bánh nào nào. Nè. Nè. Ủa chị ơi, Tâm Anh đâu rồi chị? À, Tâm Anh khóc xíu rồi nín rồi. Không sao đâu. Em xin lỗi nha. Hay là để em đi ra mua cái bánh khác cho Tâm Anh. Thôi, cậu không cần mua đâu. Nè. Cảm ơn chị. Con Lâm Chi này hư thiệt. Chị yên tâm đi, em sẽ kiếm cách trị cái tật ham ăn của nó. Ê, hello bạn. Phải dạy cho con Chi này một bài học mới được. Càng ngày càng quá đáng. Nó làm tôi xấu hổ với chị em Tâm Ý luôn á. Hey, tôi thấy Lâm Chi y như Tiểu Quân nhà tôi vậy á. Tiểu Quân hả? Là ai vậy? Cháu cậu hả? Đâu có. Con chó. Con chó của anh mẹ tôi á. Con chó hả? Ừ. Thì liên quan gì? Tiểu Quân nhà tôi á y hệt Lâm Chi vậy á. Cứ mỗi lần á thấy đồ ăn của người khác á là nó trộm vô nhào nhào tới ăn. Cắn lộn với mèo suốt ngày vậy. Rồi sao nữa? Thì Tiểu Quân á, tôi ghét nó lắm. Có mấy bữa tôi thử á, tôi bỏ mấy cái đồ khó ăn vô đồ ăn của người ta coi sao. Nó lại nó dành ăn. Nó ăn cho đã vô mà nó ăn không có được. Sau đó nó bỏ cái tật xấu đó luôn. Thiệt hả? Thiệt. Không ấy á, bữa nào á, bạn thử Lâm Chi giống vậy coi. Nhiều khi á, Lâm Chi cũng bỏ tật xấu đó. Nhưng mà tôi không biết là nó có suy nhê gì Lâm Chi này không nữa. Thiệt hả? Thì cứ thử coi sao. Tôi cũng đâu có biết, không biết được hay không nữa. Lâm Chi chứ đâu phải con chó đâu. Cứ thử đi. Ừ.
Tâm Anh ơi, có trái này ngon lắm nè, ăn đi em. Wow, ngon quá à. Em ăn một mình nha. Ừ, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Đứng yên đó, không được ăn. Là của tao nè. Nhưng mà anh ơi nó châm mượt. Chưa muốn chết. Mày kêu ngon thì mày ăn đi cái đồ lừa đảo. Chanh mà không được. Chanh mà. Ê, cách này cho bộ hiệu quả. Tôi cũng mong là hiệu quả. Hai anh đang mang tính chuyện gì vậy? Nói về trái chanh đó mà. Ừ, tôi đang muốn bổ sung cho Lâm Chi vitamin C. Trời ơi, cái hũ mắm này sao mà nó nồng mùi quá vậy ta? Con cũng không ngờ là nó ngon vậy luôn đó cô. Bây giờ cô phải làm gì với cái hũ mắm này đây trời. Nhà này đâu có ai thích ăn mắm đâu. Cô không thích, chú không thích, ông lại càng không thích nữa. Ôi, mẹ ơi, cái gì mà hôi lên tới chân chó luôn á. Chắc là cái hũ mắm này nè. Ý, hôi quá à. Cái hũ mắm này nó hôi như vậy á, con phải đậy cho thiệt kỹ rồi mới cất vô tủ nha. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ cho con cái hũ này nha. Cái gì? Cho con đi. Bộ con thích ăn mắm hả? Dạ, con không thích ăn. Nhưng mà có người khác thích ăn. Thích thì lấy đi. Dạ dạ dạ. Ờ, có cần tôi... Không, không, được rồi, để em chị. Dạ. Chị có làm gì chị làm đi. Mình có nghiệp quá không bạn? Chết nhiều vậy sao nó chịu nổi? Ôi, chết nhiều vậy nó mới áp phê bạn ơi. Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quánh đi lâu quá. Gì? Không được ăn. Là của em mà. Cái gì vậy? Dạ. Cái gì vậy? Vậy con đâu có làm gì đâu. Mấy đứa nhỏ làm phân tâm quá. Thôi chờ là gian mới đi ba. Chút mày vậy? Mày ăn gian đâu? Tôi xin cái này mày. Nó làm phân tâm quá kìa. Đã nói rồi, bỏ cái tật ham ăn đi mà không nghe. Anh đi ra ngoài. Một lần bị gì cho đáng, cho chừa cái tội dành ăn của người khác. Đừng có đứng đó mà chùa khóc mèo nữa, đi ra ngoài. Con nhỏ lì lợm này. Vậy là vẫn tiếp tục dành đồ ăn với Tâm Anh đúng không? Đúng, trong nhà Quang đều là của Quang. Để rồi coi. Đi ra ngoài. Sao rồi? Nó đã sợ chưa? Chắc sau này không dám nữa chứ gì. Sợ gì mà sợ. Tôi vẫn cảm thấy cho nó nhiêu đó mắm tôm nhưng là ít á. Mọi người đã từng ăn món gà rán lăn mắm chưa? Tôi thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không Nguyên? Nè, tôi thấy nghiệp mình nặng lắm rồi đó. Không sao đâu, như vậy thì nó mới bỏ được cái tật của nó. Tâm Anh ơi, ăn gà rán nè em ơi. Dạ. Hả? Không được ăn. Không được ăn. Ăn đi. Là của em nè. Cái người khác. Cái dưới ai mắm, nó mới bị lừa xong, thằng làm cùng một kiểu sao nó tin? Bạn chờ coi. Nghiệp tụ đầy mình trả sao hết đây. Tâm Anh ơi, xuống ăn pizza nè. Pizza hả? Gì? Pizza? Chánh này coi, là của tao mà. Đồ đáng ghét. Lê lê ơi, bữa ham ăn. Thấy chưa? Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Tâm Anh, có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ. Nè. Không được ăn, là của em mà. Ơi, ai đâu có làm cho em đâu. Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu? Không được, không được, là của em nè. Ôi.
Tâm Anh ơi, ra ăn bánh kem nè. Bánh kem hả? Ngon quá à. Gì? Bánh kem là của tao mà. Ê, không được ăn. Anh Huy nói là cho mình mà. Còn lâu nha. Có mắm đúng không? Anh nào biết, anh nào có hay. Cô, ngay ngay từ đầu mà có mắm rõ ràng nha. Thôi, em đỉnh thiệt chứ. Có mắm tôm mà em muốn ăn được hả? Dạ, có thể ăn được, ngon mà. Ơi trời đất, cái hũ mắm này hôm trước đầy nhóc mà ai ăn mà gần nửa hũ vậy trời. Cái mùi sao nó hôi hôi vậy ta, bạn có thử thấy không? Mùi này đâu hôi đâu, hấp dẫn mà. Thôi bạn về trước đi nha. Mấy chú ơi, mấy chú đang ăn mắm tôm hả? Ủa, có gì không con? Trời ơi, con ghiền món này lắm á. Chú cho con ăn miếng nè. Con nít ăn không được món này đâu con ơi. Con ăn lên. Nhưng mà con ăn được, chú cho là ăn liền á. Vậy ngồi ngồi. Cảm ơn chú. Hết thảy con 17. Chú cho ăn thêm miếng nữa nè. Con nhỏ này dữ vậy bái. Lúc đầu nên dùng cách này để trị cái tật ham ăn của Lam Chi, nhưng không ngờ vô tình lại khiến nó ghiền mắm tôm. Cũng là bó tay luôn. Trong con thời gian đến...